quân, hãy giam cổ Thạch Xuyên vào ngục tối để rạng sáng ngày mai đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. À, Hắc Thiên Kiều, nếu em không về, tên mã phu này sẽ chịu cực hình kinh kiếp nhất. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tan nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất. Không yêu nhau không bao giờ
giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muôn mạng rồi, anh có còn gì nữa đâu để một mai